Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng Aaron rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Aaron nín lặng. Môi-se gọi Misa-en và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, chú của Aaron mà dạy rằng, hãy lại gần, khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy, họ đến gần, khiêng thay còn mặc áo lá trong, ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn, Môi-se nói cùng Aaron, Eleasa và Ithama, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng? Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng, vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh sai, e phải chết chăng. Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Môi-se nói cùng A-rôn, Eleasa và Ithama là hai con trai A-rôn còn lại mà rằng, hãy lấy của lễ chay còn dư lại về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và hãy ăn đi, không pha men, gần bàn thờ, vì là một vật chí thánh. Phải ăn của lễ này tại nơi thánh vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. Còn cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò dâng dơ lên, ngươi, các con trai và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi do những của lễ thù ân của dân Israel. Họ sẽ đem đến cái giò dâng dơ lên và cái o dâng đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu hóa để dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật lệ đời đời, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Eleasa và Ithama, hai con trai A-rôn còn lại, và nói rằng, sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh, vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, huyết nó không có đem vào trong nơi thánh, quả đáng các ngươi ăn sinh lễ trong nơi thánh, y như lời ta đã dặn biểu. Nhưng A-rôn đáp rằng, kìa, ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va, và sau khi việc rủi này xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải. Chương 11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy nói với dân Israel rằng, trong các loài vật trên mặt đất, này là những con các ngươi được phép ăn. Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không. Con lạc đà, nó nhơi nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch.
Con chuột đồng nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con thỏ rừng nó nhơi nhưng không có móng rẻ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con heo nó có móng rẻ, chân chia hai nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó, phải cầm là vật không sạch. Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn là loài vật nào, hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông có vây và có vải? Phàm vật nào hoặc dưới biển hoặc dưới sông, tức các loài sinh sản trong nước mà không có vây và chẳng có vải, thì các ngươi không nên ăn, phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Những loài này khá lấy làm gớm ghiếc cho mình, chớ nên ăn thịt nó, và hãy cầm thây nó là điều gớm ghiếc. Các loài vật nào ở trong nước không có vây và chẳng có vải thì phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc không nên ăn là chim ưng, chim ngạc, ó biển, chim lão ưng và con diều, tùy theo loại chúng nó. Các thứ quả: chim đà điểu, chim uột, chim thủy kê, chim bọt cắt và các loại giống chúng nó. Chim mèo, chim thằng cọc, con cò quắm, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, con cò, con diệt và các loại giống chúng nó, chim rẽ quạt và con dơi. Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất, là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loại côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc. Các ngươi sẽ vì loại đó mà bị ô uế. Ai đụng đến xác chết loài đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Ai mang xác chết loài đó phải giặt áo sống mình và bị ô uế cho đến chiều tối. Các thú nào có móng rẽ ra nhưng không có chân chia hai và không nhơi, tất phải lấy làm ô uế cho các ngươi. Ai đụng đến sẽ bị ô uế. Trong giống đi bốn cẳng, hễ con nào đi trên bàn cẳng thì kể là không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang xác chết nó sẽ giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Các loài đó là không sạch cho các ngươi. Trong loài đi bò trên mặt đất, này là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi: con chuột nhũi, con chuột lắc, con rắn mối, tùy theo loại chúng nó; con cắt kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắt ké. Trong các loài côn trùng, những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác chết nó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Bất luận vật nào, hễ loài này chết rớt nhầm trên thì đều bị ô uế, hoặc đồ bằng cây, áo sống, da, bao, tức các vật người ta thường dùng, phải ngâm đồ đó trong nước sẽ bị ô uế cho đến chiều tối rồi mới tinh sạch lại. Nếu vật chi của nó rớt nhầm đồ sành, các vật chi đựng ở trong đều sẽ bị ô uế, phải đập bể đồ sành đó đi. Phàm đồ ăn nào và các vật uống, mặc dầu để trong đồ sành nào mà bị nước đồ sành đó nhiễu vào, sẽ lây ô uế. Phàm vật nào bị một vài miếng xác chết nó rớt nhầm, sẽ lây ô uế. Dầu lò, dầu bếp cũng phải phá tan, nó đã bị ô uế, các ngươi phải cầm nó là ô uế vậy. Còn một cái suối hoặc một hồ chứa nhiều nước đều cứ được kể tinh sạch, nhưng hễ ai đụng đến xác chết nó thì sẽ lây ô uế. Nếu vật chi của xác chết nó rớt nhầm trên hột giống nào người ta gieo thì hột giống đó cứ kể tinh sạch. Nhưng nếu người ta có đổ nước trên hột giống đó, và nếu vật gì của xác chết rớt nhầm thì hột giống đó sẽ bị ô uế cho các ngươi. Khi một con thú nào các ngươi được dùng làm thực vật chết đi, hễ ai đụng đến xác nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào ăn thịt của xác nó phải giặt áo sống mình và bị lây ô uế cho đến chiều tối. Còn ai khiêng xác nó sẽ giặt áo sống và bị ô uế cho đến chiều tối. Phàm loài côn trùng nào bò trên mặt đất đều là sự gớm ghiếc, không nên ăn thịt nó. Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng đi bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc. Các ngươi chớ vì một con nào
trong loài côn trùng mà lấy cho thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Jehovah, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh. Đó là luật lệ về loài súc vật, loài chim trời, các sinh vật động dưới nước và các loài côn trùng trên mặt đất, để phân biệt con không sạch với con tinh sạch, con thú ăn được cùng con thú không ăn được. Chương 12. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sinh một con trai thì phải bị ô uế trong 7 ngày như trong kỳ kinh nguyệt. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 30 ngày đang khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Còn nếu người sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần như trong kỳ kinh nguyệt, phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con 1 tuổi đặng làm của lễ thiêu và một bò câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm lễ chuộc tội cho người, sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sinh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thể lo cho có một chiên con thì phải bắt 2 chim cu hoặc 2 con bò câu con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người và người sẽ được sạch. Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô. Chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, là soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao,
và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chương 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai, lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Chương 3. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người,
mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tuy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyên Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Thi Thiên 19. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài
mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.